Khiêu vũ từ lâu đã được xem là một phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nhờ rèn luyện khả năng giữ thăng bằng. Môi trường khiêu vũ còn giúp người cao tuổi có thêm người bầu bạn tâm giao, từ đó có một tinh thần chủ động hòa nhập và chăm sóc sức khỏe cho chính mình, ghi nhận của phóng viên chương trình tại quận Hoàn Kiếm. Dù đã ngoài tuổi lục tuần nhưng 8 năm nay đều đặn vào lúc 6 giờ sáng, bà Quan Thanh Hải lại đến bờ hồ để tham gia câu lạc bộ khiêu vũ Hoàn Kiếm. Nhờ duy trì tập luyện chăm chỉ trong nhiều năm, ngoại hình và sức khỏe của bà đều đã được cải thiện đáng kể. Nhờ khiêu vũ mà giờ đây bà có thêm một niềm vui vào mỗi buổi sáng khi hòa mình vào những điệu nhạc trẻ trung sôi động. Cái bộ môn khiêu vũ này thì nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, nó làm cho xương khớp của mình nó dẻo dai và nó không quá phải gồng, phải mạnh mẽ, nên mình tập mình thấy rất là vui và rất là thoải mái thôi, về nhà vẫn làm việc bình thường và vẫn vui vẻ và cả ngày cảm thấy được nghe nhạc rất là hưng phấn. Về hưu được 20 năm, câu lạc bộ khiêu vũ Hoàn Kiếm là nơi bà Nguyễn Thị Vân sinh hoạt mỗi ngày, vừa để khởi động cho ngày mới, vừa gặp gỡ bạn bè. Chẳng ai nghĩ những đôi chân uyển chuyển này là những người phụ nữ đã ngoài 50, hội viên cao tuổi nhất lên tới gần 80 tuổi, nhưng sức khỏe lại vô cùng dẻo dai. Cái bộ môn khiêu vũ này thì tôi nói rất là hợp. Cái điều thứ nhất là với phụ nữ, cái điều thứ hai là với người cao tuổi. Nó rất là mềm dẻo, nó không có một cái gì để khó khăn với những người lớn tuổi. Đấy, cho nên là chúng tôi đã vào đây là rất là thích cái môn này vì nó hợp với những phụ nữ và nó hợp với những người lớn tuổi, rất là mềm dẻo. Không chỉ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ khiêu vũ Hoàn Kiếm còn là nơi để các cô, các bà đã về hưu có một nơi sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, cùng nhau chia sẻ về bí quyết sống khỏe và cũng là gia đình thứ hai. Với chi phí sinh hoạt 100.000 đồng mỗi tháng, hơn 100 hội viên đều rất thoải mái, hứng khởi vì những gì bộ môn khiêu vũ và câu lạc bộ mang lại cho sức khỏe và tinh thần của mình.